Thưa quý vị, sáng mùng 5 tháng 3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật thông tin về việc tìm 5 hành khách nhập cảnh từ chuyến bay VN814, chuyến bay có hành khách Nhật Bản nhiễm COVID-19. Và ngay sau khi nhận thông tin từ Nhật Bản về ca nhiễm COVID-19, Thành phố Hồ Chí Minh đã lập tức thực hiện việc xác minh danh tính 5 hành khách nhập cảnh vào Việt Nam trên chuyến bay VN814. Rạng sáng nay đã xác minh được một hành khách người Việt Nam. Hành khách này được đưa vào khu cách ly tập trung trong khi người nhà thực hiện cách ly tại nhà. Thông tin mới nhất từ công an cửa khẩu, 4 hành khách người nước ngoài còn lại đã xuất cảnh trong ngày mùng 4 tháng 3, 3 người Pháp về Bangkok, 1 người Australia về Australia. Trước đó, Bộ Y tế cho biết chuyến bay VN814 của Việt Nam Airlines từ Siem Reap, Campuchia về Thành phố Hồ Chí Minh ngày mùng 3 tháng 3 có 67 hành khách và 6 nhân viên tổ bay. Trong số này, hành khách Nhật Bản ngồi ở ghế 33D, sau đó chuyển tiếp trên chuyến bay VN340 đi Nagoya của Nhật Bản. Hành khách này được xác định dương tính với COVID-19 khi về tới Nhật Bản.